ngược lại ngày ngày đều bôi nhọ ngài. Như vậy thì không được đâu. Làm những việc trái ngược lương tâm, luôn làm việc tham sân si mạng, mà còn trêu chiêu bài đệ tử Di Đà, chẳng phải chúng ta đã làm mất mặt A Di Đà Phật rồi hay sao? Việc này làm sao được? Hy vọng chư vị đồng tu thường phản tỉnh. Trong hai khóa lễ sáng tối, khóa sáng là để chúng ta phát nguyện giống như đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Ngài phát 48 đại nguyện độ chúng sanh, thì chúng ta cũng phát 48 nguyện độ chúng sanh. Khóa tối niệm phẩm 32 đến phẩm 37, đây là giữ giới niệm Phật. Đoạn kinh này đặc biệt dùng để răn dạy chúng sanh đời mạt pháp, nghiệp chướng tạp khí của chúng ta quá nặng, khi khởi tâm động niệm phạm lỗi quá nhiều. Đức Phật đã kể ra tất cả lỗi lầm trong đoạn kinh này. Sau khi niệm xong, chúng ta phải phản tỉnh coi mình có phạm những lỗi này không. Nếu có thì phải mau sửa đổi, nếu không thì phải tự nhắc nhở đừng bao giờ phạm. Cho nên phẩm 32 đến phẩm 37 là giới phẩm, nội dung là giải thích rõ ràng về ngũ giới và thập thiện, vô cùng trân quý. A. Kinh cứu mạng trong thời mạt pháp, phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Nhưng thói hư tật xấu của chúng ta thật sự rất nhiều. Đây là lý do người niệm Phật thì nhiều, nhưng người vãng sanh được rất ít. Chúng ta phải tìm ra những nguyên nhân của vấn đề này. Tại sao người niệm Phật chẳng có thể vãng sanh, vẫn còn phải đọa ba đường ác? Nguyên nhân rốt cuộc là ở chỗ nào? Tại sao công phu niệm Phật của chúng ta chẳng đắc lực? Tại sao hàng phục phiền não tạp khí của mình chẳng được? Vì những vấn đề này nên chúng tôi mới giảng Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo. Tôi đã giảng bộ kinh này 3 lần tại Mỹ, Đài Loan và Tân Gia Ba. Giảng tại Tân Gia Ba tường tận nhất vì có đủ thời gian. Bộ băng thu âm này đã được đồng tu chép ra giấy, đợi tôi coi xong sẽ sửa đổi đôi chút rồi sẽ cho in thành sách. Bộ kinh này là Đức Thế Tôn đặc biệt dạy cho người hiện nay, giảng cho chúng ta biết những lỗi lầm gì mà mình dễ phạm. Chỉ cần chúng ta phạm một lỗi trong đó thì niệm Phật chẳng được vãng sanh. Nếu lỗi nào cũng phạm thì quá nghiêm trọng rồi. Thế nên chúng tôi giảng kinh đặc biệt là nói rõ kinh này là kinh cứu mạng trong thời mạt pháp. Chúng ta nhất định phải hết lòng học hỏi. Thường thường chúng ta phạm lỗi nhưng chẳng biết, sau khi Phật nói ra phân tích rõ thì chúng ta mới biết. Tuy là giảng kinh nhưng trong đó có rất nhiều ý nghĩa mà trên giảng đài tôi chẳng tiện nói ra, nên tôi chỉ nói sơ sơ những gì phải nói mà thôi, chẳng thể nói rõ. Nói rõ thì sẽ đụng chạm người khác. Hy vọng mọi người lắng lòng thể hội, tự cứu mình rất quan trọng. Nếu chúng ta có thể cứu mình thì mới có thể giúp người khác, mới có thể hoằng dương Phật pháp, gánh vác sự việc kế thừa Như Lai, phát triển sự nghiệp đại pháp. Đệ tử xuất gia phải như vậy, đệ tử tại gia cũng chẳng ngoại lệ. Phật pháp là sự nghiệp to lớn của tứ chúng đồng tu. Tôi đã nói nhiều lần rồi, chúng ta hy vọng đạo tràng hưng vượng. Trong đạo tràng có 3 loại người. Thứ nhất là những người có năng lực, có năng khiếu, có hứng thú học giảng kinh. Thứ nhì là người có hứng thú học dùng pháp khí, học nghi thức, chủ trì niệm Phật đường lãnh chúng tu hành. Thứ ba là số loại còn lại. Hai công việc kể trên đều chẳng làm được, chỉ làm công việc nội hộ, tức là làm công việc hành chánh, làm công việc hộ trì đạo tràng. Ba loại người này hợp tác với nhau thì đạo tràng này mới hưng vượng, Phật pháp mới có thể hoằng dương khắp thế giới, làm lợi ích cho xã hội đại chúng. Vô lượng công đức phải nhờ có 3 nhóm người này hợp tác với nhau. F. Khuyến tín, khuyến nguyện,
tán thán lẫn nhau. Đến lúc giảng kinh buổi tối, pháp sư ở niệm Phật đường phải khuyên mọi người nghe giảng kinh. Không thể nói niệm Phật là đủ rồi, nghe giảng có ích gì? Câu này tuy chẳng sai, nhưng là dùng để nói với người như thế nào? Là để nói với những người thượng căn trí óc lanh lợi, vì họ đều đã thông đạt hết rồi. Ngoài ra còn dùng để nói với những người đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, vì họ chẳng có hoài nghi, công phu chẳng xen tạp. Như vậy thì được. Chỉ có hai loại người này được, nhưng hai hạng người này rất hiếm có, nhiều lắm chỉ có một hai người trong số một vạn người. Người thường đều có căn tánh bậc trung. Người căn tánh bậc trung chẳng đủ tính tâm, nguyện tâm. Làm thế nào tăng thêm tính tâm và nguyện tâm của họ? Bằng cách nghe pháp. Thế nên nghe giảng kinh rất quan trọng. Bạn hãy coi lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế, mỗi ngày trong suốt 49 năm đều giảng kinh thuyết pháp. Đức Phật Thích Ca chẳng hề đã Phật thất, thiền thất. Quý vị tra hết Đại Tạng Kinh cũng chẳng tìm ra. Tại sao Đức Phật Thích Ca chẳng hề tập đến sự việc trong hành môn? Chỉ vì cần bạn có đủ tính, đủ nguyện, thì tự mình sẽ hành, đâu cần người ta dạy. Thế nên sự cống hiến của cả đời Đức Phật là khuyến tính khuyến nguyện. Nếu bạn có tính có nguyện thì tự nhiên sẽ làm theo. Cho nên nhất định phải khuyên người nghe pháp thì mới chẳng phụ lòng Đức Phật Thích Ca đã thuyết pháp suốt 49 năm. Pháp sư trong giảng đường nhất định phải khuyến thính chúng đến niệm Phật đường niệm Phật. Tại sao vậy? Chỉ nghe giảng kinh nghe xong chẳng làm, chẳng niệm Phật thì không có lợi ích, chẳng thể vãng sanh. Đây là phải khen ngợi lẫn nhau. Cổ đức nói, nếu muốn Phật pháp hưng vượng thì chỉ có cách tăng khen ngợi tăng. Người xuất gia khen ngợi tán thán lẫn nhau thì Phật pháp sẽ hưng thịnh. Không những chúng ta khen ngợi người của tôn phái mình, chúng ta cũng phải tán thán người thuộc tôn phái khác. Tôi đã nói đạo lý này rất nhiều lần rồi. Chúng ta phải có tâm lượng xinh đẹp này, phải có sự nhận thức này. Vô lượng pháp môn đều là do Đức Phật dạy. Nếu bạn nói pháp môn của tôi mới tốt, pháp môn kia chẳng tốt, thì tôi hỏi, có phải bạn đã phỉ báng Phật chăng? Báng Phật là có tội gì? Là tội đọa địa ngục A Tỳ đấy. Nếu bạn nói tôi niệm Phật rất tốt, thì tại sao lại đọa được? Bạn niệm được rất tốt là chuyện khác. Tội phỉ báng Phật này bạn phải gánh chịu. Huống chi bạn đã phạm một giới nặng, phạm Bồ Tát giới, tự tán hủy tha. Tự tán thán mình là hủy báng người khác. Trong Du Già Bồ Tát giới bổn, giới tự tán hủy tha khen mình chê người là giới nặng nhất, là sẽ đọa địa ngục A Tỳ đấy. Bao nhiêu người tạo tội nghiệp này mà chẳng biết, tương lai đọa lạc thì quá oan uổng. Phạm võng kinh giới bổn chẳng liệt kê tội này vào những tội nặng, mà liệt kê vào hàng thứ nhì, tức thuộc 48 giới khinh. Trong Du Già Sư Địa Luận Bồ Tát giới bổn, tội này là tội thứ nhất, chẳng được tự tán hủy tha. Thế nên chúng ta phải tôn trọng, phải tán thán các pháp môn khác. Năm 1977 tôi giảng kinh ở Hương Cảng. Pháp sư Thánh Nhất đến nghe tôi giảng kinh suốt 3 ngày. Lúc đó tôi vốn chẳng quen biết thầy. Sau khi ra về, thầy khuyến khích tín đồ của thầy đến nghe tôi giảng kinh. Việc này rất hiếm có. Thầy là người học thiền, tôi là người niệm Phật. Thầy chẳng có sự phân biệt.